Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 2. Nương nương dối. Tương truyền dưới triều Châu Sơn, dân nữ Bách Suriel nhờ dung nhan tuyệt sắc và tài cao múa xuất chúng nên đã được tuyển vào cung, trở thành thái tử phi được dùng ái nhất. Nhưng thật lạ lùng, nàng thái tử phi nhan sắc khuynh thành này đi đến đâu cũng mang theo một con rối cũ kỹ nên lâu dần người ta gọi Pixuriel là nương nương dối. phụ nữ triều châu sơn cũng muốn được sủng ái như Pixuriel đua nhau treo tranh của nàng trong phòng ngày đêm cầu nguyện mong được xinh dẹp như nàng có người thậm chí còn lén mời pháp sư sa man phù phép để có được dung nhan giống nàng ngày ngày khổ công học múa mong có cơ hội được tuyển vào cung vì vậy nghệ thuật vũ đạo phát triển rầm rộ trong dân gian. Có thể coi đây là tiền thân của hai ngành công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ và giải trí. Một, cánh cửa phòng bên đã bị tôi đạp hỏng từ nãy, qua khe cửa, tiếng nhóp nhép ghê sợ vẫn tiếp tục vọng ra. Nguyệt Bính đứng trước cửa, thùng thẳng mở chai rượu sâu du, rửa tay kỹ càng, rồi chấm rượu bôi lên mí mắt, nhân trung và rái tai dù đã biết rõ tất cả đều là ảo ảnh do âm mộ trấn thi gây ra nhưng tôi vẫn thấy nơm nớp trong lòng mộ bên còn được gọi là mộ nhãn chính là nơi tuẫn táng người sống trong lăng mộ cổ xưa đến thời tần hán chế độ tuẫn táng bắt đầu được hạn chế đến thời minh anh tông mới bị phế bỏ nhưng sang thời thanh lại cho tàn bùng cháy cho đến năm khang hy mới xóa bỏ triệt đề nhưng trong dân gian đôi khi vẫn có người lén lút duy trì hủ tục này có trời mới biết được liệu người hàn quốc có âm thầm bắt chước hù tục này không không chừng trước đây có một đôi nam nữ bị tuẫn táng trong phòng bên oán khí quanh quẩn mới tạo ra ảo ảnh mà tôi vừa nhìn thấy nhưng cũng có thể đó là oan hồn của một cặp nam nữ nào đó bỏ mạng trên biển cô gái chết trước người đàn ông kia đói khát đến mất lý trí phải ăn xác bạn để sống để rồi hôm nay ảo ảnh hiện về nghĩ đến đây tôi lại thấy ruột gan nhộn nhạo vội giật lấy chai rượu sâu du trên tay Nguyệt Bính, chưa vội bắt trước nó chấm rượu để ngăn âm khí xâm nhập, đã ngửa cổ tu ngay một ngụm. So với rượu sake của Nhật Bản, rượu sâu du của Hàn Quốc chỉ nhạt như nước, nhưng uống vào trong bụng, ruột gan vẫn nóng bừng, khiến dạ dày tôi tạm yên trở lại. Nguyệt Bính bực bội, thằng này, mày thích uống rượu thì biến về phòng mà uống, đừng vướng chân tao. Tôi vẫn cố tu thêm ngụm nữa, võ tòng đánh hổ còn phải uống 18 bát rượu, tao mới uống vài ngụm mà mày dối lên cái gì. Nhờ hơi men, tôi nổi máu ta đây, toàn xô cửa bước vào, nhưng Nguyệt Bính lúc nào cũng nhanh tay hơn tôi, đã kịp huyết tôi sang một bên, đẩy cánh cửa ra. Tôi nghền cổ nhìn qua vai nó vào trong. Trong phòng trống trơn, chẳng có gì hết. Nguyệt Bính ngoảnh đầu liếc tôi một cái rồi lách vào phòng. Tôi bám theo sau, căn phòng chẳng hề giống như tôi nhìn thấy lúc nãy một chiếc giường đôi kê ngay ngắn giữa phòng, trên tủ đầu giường hai bên bày hai chiếc đèn ngủ thiết kế rất đặc biệt, trông cứ như hai quả hồ lô treo ngược. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, dọi xuống hai chiếc gối đặt song song. Ngồi ngay ngắn trên giường là hai con rối hình người, một nam một nữ, mặc âu phục và váy cưới, trông lờ mờ không rõ, hình như giữa hai con rối có nhiều sợi tơ nhện quấn chẳng chịt. Nguyệt Bính bật công tắc điện, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hai con rối giống y như thật, tóc mềm mượt óng ả, à, làn da trắng mốt đầy sinh khí, con người đen lay láy nhìn lên trần nhà, miệng he hé mở, hai hàm răng nhỏ xíu lấp lánh ánh đèn. Nhìn kỹ, còn thấy từ đỉnh đầu đến ngón chân con rối cắm chi chít những mũi kim nhỏ như lông bò, được nối liền bằng chỉ đỏ. Tôi đếm có 13 sợi. Đâm hình nhân, tôi bột miệng kêu lên. Hai, đâm hình nhân là một loại bùa cực kỳ độc ác để đối phương bị yểm bùa không chỉ đơn giản là làm hình nhân rồi viết họ tên lên đó mà còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ ví dụ như vải xé từ quần áo lót mình của đối phương năm tháng ngày giờ sinh tóc móng tay móng chân của đối phương chuẩn bị đầy đủ rồi đợi đến giờ tí khi ánh trăng mang âm khí nặng nhất thì bắt đầu châm kim mỗi đêm châm một cái châm liền sáu đêm lần lượt châm vào đầu tay chân tim đến đêm ngày thứ bảy thì đọc lời nguyền, lúc này, người bị yểm bùa sẽ bị trúng lời nguyền rùa. Đâm hình nhân là thứ bùa ngải cực kỳ thất đức và nguy hiểm, nếu kẻ làm bùa bát tự yếu ớt, sẽ phải chịu quả báo ở ngay kiếp này. Tương truyền vào thời Hán, Cao Tổ Lưu Bang rất sủng ái phi tần thích cơ, muốn phế bỏ con trai của lã hậu là Lưu Doanh, lập con trai của thích cơ là Lưu Như Ý lên làm thái tử. Lã hậu nhờ Trương Lương giúp đỡ mời bốn hiền sĩ thương sơn tứ hảo đến phò tá thái tử liêu bang buộc phải thuận theo lòng dân mà từ bỏ ý đồ thích cơ cũng lường trước sau này ắt bị lã hậu hãm hại nên khẩn cầu liêu bang phong con trai làm triệu vương rời khỏi trường an để tránh hậu họa thích cơ còn âm thầm phái thân tín đi khắp nơi tìm kiếm người tài đợi đến khi liêu bang băng hà sẽ lập tức tiêu diệt lã hậu nhưng lã hậu cũng không kém phần thâm độc liêu bang băng hà lã hậu phong tỏa hậu cung, bốn ngày vẫn không phát tang, lập thái tử lưu doanh 17 tuổi lên kế vị, là hán huệ đế, rồi tự phong mình làm hoàng thái hậu, quyết định chính sự. Sau đó, lã hậu lập tức bắt thích cơ, đem cạo chọc đầu, xiềng chân còng tay, nhốt ngoài vườn hoang bắt giã gạo. Thích cơ bị đày đọa ngày đêm khóc lóc nỉ non. 38 ngày sau, bỗng có một bóng đen lén lút bò vào vườn hoang. Lã hậu ngày đêm suy tính mưu kế để củng cố thế lực, đến nỗi đầu đau như búa bổ, khó chịu vô cùng. Ban đầu, lã hậu ngỡ mình lao lực quá đổ, bèn triệu thái y bốc thuốc. Nhưng chẳng hề thiên giảm, đầu, tim, tay, chân đau nhói tận xương tủy, nằm bẹp trên giường, tiểu tủy như bộ da bọc xương. trương lương vào cung thăm bệnh lã hậu, vừa xem mạch tượng, đã sợ hãi thất sắc. Lã hậu không hề có bệnh, chắc chắn là bị nguyền rùa ông siêu quẻ, tượng quẻ cho thấy, họa khởi từ hậu cung là do đàn bà gây ra. Lã hậu lập tức phái người vào khu vườn hoang đang giam giữ thích cơ. Vừa xông vào phòng, cả đám binh lính đều rú lên kinh hãi, binh khí rời khỏi tay rơi xuống loàng xoàng. Chỉ thấy thích cơ lõa thể nằm trên giường, từ đầu đến chân cắm chi chít hơn chục đinh gỗ đỏ son, ghim chặt cơ thể xuống giường. Máu ứa từ chân đinh ra ngoài, chảy xuống mặt giường, lại bị vết thương sau lưng hút vào trong cơ thể, giống như con đỉa lớn đang tự hút máu chính mình. Trường lương định thần lại, vội quát lớn đuổi hết binh sĩ ra ngoài, mời lã hậu đến, cầm gậy đánh thích cơ ngất đi. Sau đó, ông rút từng cây đinh gỗ ra, lật người thích cơ lại. Thấy sau lưng thích cơ có bát tự sinh thần của lã hậu khắc bằng mũi dao, trên giường còn dài tóc, móng tay, móng chân và mấy chiếc quần áo lót đàn bà. Trương Lương lúc này mới nói với Lã Hậu cách phá bỏ lời nguyền. Đấy chính là nguồn cơn của điển cố dợn người Lã Hậu chặt tay chân, đâm thủng tay mù mắt thích cơ bỏ vào nhà xí. Bảy ngày sau huyết chú được phá giải, thích cơ cũng chết trong đau đớn tột cùng. Sau khi thoát nạn, tinh khí Lã Hậu cũng thay đổi, càng ngày càng trở nên tàn độc. Trương Lương vô cùng thất vọng, lên núi ở ẩn, không hỏi han chính sự, chuyên tâm tu đạo hoàng lão mong có thể tiêu trừ oan nghiệt. Thứ bùa độc của tích cơ từ đó cũng được lưu truyền. Thế nhưng dùng người sống để yểm bùa thì quá tàn nhẫn, nên người đời sau đổi sang dùng hình nhân để nguyền rùa. Có điều, thứ lời nguyền này được hóa giải, sẽ bị bùa phản nguy hiểm vô cùng, nên ít ai dám dùng. Thật không ngờ, thứ bùa ác này lại xuất hiện trên một con tàu Hàn Quốc. Trong lúc hoang mang, tôi tưởng như hai con hình nhân trên giường đang mấp máy miệng niệm lời nguyền rùa. Sợ à, nhìn thấy rồi thì không phải sợ, thứ thực sự đáng sợ là thứ không nhìn thấy. Nguyệt Bính mặt lạnh te, đi vài vòng quanh phòng rồi nằm dạp xuống đất, nhìn vào gầm giường, thỏ tay vào lôi ra một mớ đồ lót. Tôi nhớ hôm qua nghe thuyền trưởng nói trên tàu có kẻ biến thái ăn trộm đồ lót, hóa ra là để yểm bùa. Không muốn bị chê là chết nhát, tôi cũng ngồi thụp xuống bên kia giường, để xem còn thứ gì khác không. Chỗ này khuất ánh đèn, dưới gầm giường tối tui, chẳng nhìn thấy gì, tôi giơ tay quờ đại, chạm phải một mớ xù xì si như tóc người thì giật bắn mình, rụt vội tay lại như bị điện giật, lại chạm phải thứ gì đó ướt ướt dính dính, giống như vết máu. "Nguyệt, Nguyệt Bính, có, có người chết." Giọng tôi lạc đi, lắp bắp không thành tiếng, búi tóc mắc vào ngón tay bị giật ra ngoài, kéo theo một mớ tạp pí lù. Nguyệt Bính nhảy sang chỗ tôi, cúi xuống nhìn rồi lắc đầu kêu lên: mày đúng là cái đồ xui xèo lúc này tôi mới nhận ra nền đất trước mặt tôi có vài cái băng vệ sinh đã dùng thì nhảy dựng dậy oe yểm bùa có đến mức phải thế này không chắc phải thâm thù đại hận gì đó mới đi gom cả đống băng vệ sinh thế này phát gớm tôi lao ra phía cửa nguyệt bính gọi với theo mày rửa tay cho kỹ vào nghe chưa ba rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh Tôi thấy Nguyệt Bính đang kéo rèm che cửa sổ, chắc là để ngăn không cho con rối hấp thụ âm khí của mặt trăng, sau đó, nó đưa tay lay những cây kim cắm trên con rối, lẩm bẩm, không biết sau lưng có viết ngày sinh tháng đẻ không. Tôi bước lại gần quan sát, thấy vị trí cắm kim đều tương ứng với huyệt vị trên cơ thể người, từ huyệt Quỷ Phong, Quỷ Cung cho đến huyệt Quỷ Tàng, Quỷ Thần. Quỷ môn thập tam châm quỷ môn thập tam châm bắt nguồn từ lý luận châm cứu của đồng y, châm kim lên 13 huyệt quỷ có tác dụng điều trị các chứng điên cuồng, động kinh. Nhưng nếu đâm hình nhân theo cách này, người bị nguyên rủa sẽ sinh ảo giác, tinh thần rối loạn, suy nhược thần kinh mà chết. Cách hóa giải tuy không khó, nhưng hai người phá thuật phải phối hợp ăn ý, đồng thời rút kim trên hình nhân ra, nếu động tác không khớp nhau, lời nguyền sẽ càng nhanh ứng nghiệm. Tao sẽ đếm một, hai, ba, Nguyệt Bính về mũi kim cắm trên huyệt quỷ phong. Tôi nín thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm vào mũi kim trên huyệt quỷ phong của con rối còn lại. Mày đừng có run tay thế, Nguyệt Bính kêu lên. Tôi đang căng thẳng tột độ, nó quát thình lình làm tay tôi giật bắn, suýt nữa thì ân mũi kim cắm xuống sâu hơn, mày câm đi. Hai mũi kim cuối cùng đã được rút ra cùng lúc, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Nguyệt Bính cũng chẳng khá hơn là bao, tóc trước chán bết thành từng đám. Hai thằng cùng thở hắt ra, bất chấp sàn nhà bừa bộn đồ lót, tóc, móng, băng vệ sinh, chúng tôi cùng ngồi phịch xuống. Tôi đầu óc tê dần, ngồi thở dốc một lúc lâu, không nói năng gì, chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ. E, Nguyệt Bính chỉ vào chiếc áo lót to tướng vứt trước mặt. Cả đống đồ lót, nhưng chỉ có cái này và một chiếc quần lót nam có in chữ Hàn Quốc màu đỏ. F, tôi quả quyết, chả hiểu bọn trẻ thời nay ăn cái gì, mới mấy tuổi đầu mà sai quá không. Nguyệt bính nhún vai, cũng may lời nguyền chưa kịp ứng nghiệm, nếu không, thật không biết sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì. Nghỉ đủ rồi, giải bùa thôi. Tôi đứng dậy, quẳng bật lửa cho Nguyệt Bính. Nguyệt Bính xé một mảnh khăn trải giường, gói những mũi kim và chỉ đỏ lại rồi châm lửa đốt. Lửa lập lòe bốc lên, khói xám tỏa nghi ngút, chốc sau lửa tắt, Nguyệt Bính tưới rượu sâu du, lấy cốc hốt cho đổ vào bồn cầu trong nhà vệ sinh rồi xả nước. Hô, hô, chợt nghe có tiếng khóc vang vẳng, rất khẽ. Tôi giật nảy mình, nhìn lên giường, thấy mắt của hình nhân đã đổi màu đỏ tươi, hun hút như hô máu, từ từ trào ra khóe mắt, thành hai dòng huyết lệ chảy xuống, đọng đầy trong tai từ những vết kim đâm thấy bọt máu sùi ra, mỗi lúc một lớn, cứ như trùng nho, rồi theo nhau vỡ tung, phát ra những tiếng bục bục. Ra giường màu trắng chốc lát đã phủ đầy bụi máu, trông vô cùng ghê rợn. Có tiếng cọt kẹt phát ra từ trong mình hai con rối, tôi thấy chúng từ từ xoay cổ nhìn nhau, cánh tay giật giật di chuyển trên tấm ra giường, cho đến khi đầu ngón chạm nhau, chợt nắm chặt lấy tay nhau. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi từng thấy hai khuôn mặt bết máu đang hé nụ cười mãn nguyện. Tiếng động im bặt, con rối cũng không cử động nữa, chẳng khác nào đôi tình nhân nằm chết trong vũng máu. Tuy cảnh tượng vô cùng rùng rợn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tim mình nhoi nhói. Nguyệt Bính chắp tay, lầm rầm đọc mấy lượt chú vãng sinh, sau đó cuộn tấm ra giường bọc hai con rối lại. Bên dưới tấm ra bay ra một tờ giấy trắng, trên tờ giấy viết mấy dòng chữ Hàn Quốc, chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nguyệt Bính nhặt tờ giấy lên, nhìn một lúc rồi lầm lì nói, phá xong rồi, đi tìm thuyền trường. Nguyệt Bính mang theo cuộn ra giường đi luôn, mùi tanh nồng lởn vần khiến tôi sờn gai ốc, rõ ràng đó là mùi máu. 4. Thuyền trường mở cửa, nhìn thấy chúng tôi thì thở phào, nói bằng tiếng Anh, ảo giác biến mất rồi. Anh Nguyệt, rất cảm ơn anh, mời anh vào phòng. Anh Bí, mong anh thư lỗi vì sáng nay tôi đã không nói rõ mọi chuyện với anh. Anh Nguyệt có thể giải thích rõ cho tôi biết mọi chuyện không? Đừng bảo là tôi đang lái một ngôi mộ chạy trên biển đây nhé. Thật kinh khủng. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi là ông ấy, hoảng sợ như thế mà đi lái tàu, không chừng đã và phải đá ngầm từ đời nào rồi. Nguyệt Bính đặt bọc ra giường xuống đất rồi trải ra, để lộ hai con rối đẫm máu cuộn vào nhau. Thuyền trưởng giật mình lùi lại, cái gì thế này? nguyệt bính kể vắn tắt đầu đuôi sự việc thuyền trưởng càng nghe càng đờ đẫn sắc mặt bán tín bán nghi có lẽ những gì viết trên tờ giấy này chính là câu trả lời nguyệt bính ra hiệu cho tôi đưa tờ giấy cho thuyền trưởng thuyền trưởng cầm tờ giấy lên đọc rồi trao mày nói viết ba câu giống hệt nhau các người đều phải chết ai viết nguyệt bính hỏi thẳng thuyền trưởng nghi ngại không thấy để tên tôi biết cậu sinh viên trong phòng đó các anh cũng biết bạn gái của cậu ta đấy là kim haeonju ồ thật trùng hợp chính là anh chàng bị bắt nạt trong nhà ăn có biết cậu ta ở đâu không nguyệt bính nhíu mày phải tìm ngay mới được thuyền trường rút điện thoại bấm số nhoay nhoáy thuyền phó lập tức điều động toàn bộ thủy thủ đi tìm ăn y hoan phải tìm cho bằng được có trốn trong chân vịt cũng phải lôi ra tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ nếu đúng là do An Y Hoan bày ra huyết chú, thì thủy thủ chắc chắn không đủ khả năng tìm thấy cậu ta. Nếu không phải do cậu ta, thì bây giờ cậu ta đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bí ngô, tao với mày cùng đi tìm. Hẳn Nguyệt Bính cũng suy nghĩ như tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Sự việc kỳ quái trên con tàu này chắc không chỉ dừng ở đây. Tôi chợt liên tưởng đến con tàu Titanic. Các anh chưa dành về bố cục của con tàu, tốt nhất cứ đây đợi đi. Thuyền trưởng nói, tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến lại gần thuyền trưởng. Đúng vậy, thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn dùng tiếng Anh để trao đổi với chúng tôi, vừa nãy lại nghe hiểu được câu tiếng chung hai đứa tôi nói với nhau. Nguyệt Bính vừa đưa mắt, năm đấm của tôi đã giáng trúng cầm thuyền trưởng. Thuyền trưởng không hề đề phòng, ngã ngửa ra phía sau, Nguyệt Bính vòng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ ông ta, cười nhạt đời này tôi chú ghét bị lừa. Thuyền trưởng ngạt thở, mặt đỏ tía, hai tay khô khoáng loạn xả. Nguyệt Bính càng gồng mình kẹp chặt, đôi mắt thuyền trưởng đã trợn trừng như muốn bật ra ngoài. Tôi khẽ nói, Nguyệt Bính, vừa phải thôi. Nguyệt Bính buông tay, thuyền trưởng đổ vật xuống đất, nhũn như cọng bún, hai tay ôm cổ ho sặc sùa. Có vẻ như đã đến lúc ông nói ra chân tướng rồi đấy. Nguyệt Bính vặn vẹo cổ tay nhưng thật bất ngờ thuyền trường không hề giận dữ hay trả đòn ông ta ngả lướt dựa vào thành tàu mắt ngước lên trần rồi cất giọng trầm trầm nhớ truyền thuyết về cáo chín đuôi tôi kể tối qua chứ chuyện có thật đấy chi ít thì gia tộc tôi luôn tin là vậy đó là bí mật của gia tộc chúng tôi muốn nghe tôi kể chuyện không tôi suýt nữa thì tức chết đây là lúc nào rồi mà ông ta vẫn còn tâm trạng để kể chuyện không chuyện cho gì hết Tôi chỉ muốn biết chân tướng." Nguyệt Bính nheo mắt nói. "Chính tôi đã cố tình sắp xếp căn phòng đó để các anh gặp hai con rối bệnh, lúc cứu các anh, tôi không ngờ rằng việc phá giải lời nguyền của con rối bệnh lại ứng nghiệm với các anh. Cho đến hôm qua, biết được anh Nguyệt có thể phá giải ảo giác, tôi mới hiểu rằng người tôi luôn chờ đợi chính là các anh. Hôm qua tôi kể cho anh Nguyệt nghe truyền thuyết về cáo chín đuôi, đã có ý bóng gió xa xôi rồi." thuyền trưởng đưa tay sờ lên mặt gượng cười, các anh không thấy mặt tôi trông rất lạ lùng sao? Tôi đã cắn rứt lương tâm suốt nhiều năm nay, tất cả mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc, tôi sẽ kể cho các anh nghe. Khi mới gặp thuyền trưởng, tôi thấy khuôn mặt ông ta cứ cứng đơ đơ, nhưng lại nghĩ rằng do ông ta cố tình làm thế để ra vẻ đạo màu. Giờ nhìn kỹ, tôi càng thấy lạ, trông khuôn mặt thuyền trưởng rất khó đoán tuổi. Câu chuyện về con rối bệnh, lại có mối liên quan bí ẩn với hai nền công nghệ phát triển nhất của Hàn Quốc. năm ra vườn hoa ngắm hoa. Em bé khóc nhớ mẹ. Chim truyền cành hát ca. Đây là khúc đồng giao rất thịnh hành ở vùng Uân Du, đảo Cang dưới thời Chô Sơn. Dưới chiều Chô Sơn, nho học thịnh hành, lấn át Phật giáo. Tướng quân Kim Hoan Yang sau khi dẹp yên loạn Uân đã lấy người con gái xinh đẹp nhất Uân làm vợ tướng quân quá si mê nhan sắc của vợ bất chấp lời răn đàn bà sau khi xuất giá vẫn dùng tên là không có đức hạnh ắt sẽ di họa đến đời sau vẫn giữ nguyên khuê danh của vợ là yêu ni âm nha lấy chồng được một năm yêu ni âm nha sinh cho ông một cậu con trai da rẻ hồng hào môi đỏ răng trắng nhìn rất đáng yêu lời đồn nhảm cũng tự nhiên tan biến năm sau yêu ni âm nha lại sinh tiếp một bé gái đặt tên là kim Yeong Yi. Theo lời kể của Gia trong phủ, Kim Nghi Ong y vừa chào đời đã vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ trong tương lai. Theo quy tắc của nhà thế gia, Kim Nghi Ong y từ nhỏ đã phải sống ở hậu phủ, ngoài A Hoàn thân tín, bình thường chỉ có một bà hầu già được phép ra vào, dạy dỗ Kim Nghi Ong y nữ công nữ đức. Đầy đủ vợ đẹp con ngoan, tướng quân Kim Hoan Giang lúc nào cũng tươi cười mãn nguyện. Nhưng 7 năm sau, Yêu ni âm bỗng lâm bệnh nặng. Tướng quân mời khắp danh y trong nước đến chữa bệnh cho nàng. Nhưng ai bắt mạch xong cũng lắc đầu từ chối, khuyên ông sớm lo hậu sự. Yêu ni âm nằm thoi thóp trên giường, tha thiết căn dặn chồng hãy chăm lo cho con cái. Kim hoan nhang nuốt lệ hứa với vợ, yêu ni âm ghé sát tay chồng thì thầm vài câu, sau đó nhắm mắt xuôi tay. Kim hoan nhang làm đám tang cho vợ long trọng nhất vùng Uân Du còn nhờ họa sư tài giỏi phòng theo dung nhan của vợ khi còn tại thế, vẽ một bức chân dung giống y như thật, treo trong phòng ngủ, để ngắm nghía ngày đêm. Dân vùng Uôn Du đều ca ngợi Kim Hoan Lang trọng tình trọng nghĩa, yêu ni âm nha sống không uống đời này. Cậu con trai Kim An Tê năm 9 tuổi được đưa tới nhà ông nội ở Kinh Thành để tiện học hành, chuẩn bị bước lên con đường hoạn lộ. Từ đó, Kim Hoan Lang dồn hết tâm trí vào chăm sóc cho con gái. Song tình phụ tử không thể thay thế cho tình mẫu tử. Dù Kim Hoan Yang hết lòng yêu thương con gái, vẫn không thể làm vơi đi nỗi buồn bã trong lòng Kim Yeong Yi. Người dân thi thoảng đi qua hậu phủ họ Kim, vẫn nghe Kim Yeong Yi hát. Ra vườn hoa ngắm hoa, em bé khóc nhớ mẹ. Chim truyền cành hát ca. Giai điệu rất thiết tha huyền truyền, người ta liền bắt chước theo. Lâu dần, bài đồng dao được lan truyền khắp Du trẻ con đâu đâu cũng thấy hát. Một hôm, trong lúc đi tuần, Kim Hoan Yang nghe thấy bài hát này, liền hỏi rõ lai lịch. Nghe xong, ông nổi giận, ra lệnh cho toàn quân du không ai được hát bài này nữa, bằng không, con trai sẽ bắt đi lính, con gái sẽ tống vào kỹ viện. Người dân cho rằng do Kim Hoan Yang quá thương nhớ vợ nên không muốn nghe thấy bất kỳ câu nói nào gợi nhớ đến người vợ quá cố của mình. Thế nhưng Kim Yeong Yi vẫn hát khúc đồng dao này giọng nàng trong trèo mỹ miều, lời ca du dương trầm bổng, nghe rung động tâm can. Nhiều công tử nhà giàu cứ đêm đến lại tìm tới bên bức tường hậu viện, áp tai lắng nghe. Biết chuyện này, Kim Hoan Nhang cho người cắm mã tấu dính máu lên tường rào sân sau, đám công tử kia mới không dám đến nữa. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, Kim Hê Ong Y đã đến tuổi cập kê. Đúng năm ấy, nhà vua hạ chỉ, tuyển những thiêu nữ có tài ca múa trong khắp nước nhập cung học múa điệu hỉ ca loạn vũ tế thần mặt trời. Người xuất sắc hơn cả sẽ được làm thái tử phi, còn lại sẽ làm cung nữ. Thái giám đến tận Kim Phủ đưa tin, còn kính cẩn nói với Kim Hoan Yang, nghe đồn lệnh ái sắc nước hương trời. Nhập cung chắc chắn sẽ thành phi tần, đến khi thái tử lên ngôi, Kim Tướng Quân cũng sẽ. Kim Hoan Yang trở về phòng ngủ, trong lòng đầy ắp băn khoăn ông ngồi lặng lẽ ngắm nghía chân dung của vợ hồi lâu sau đó thở dài rồi đi ra hậu viện kim yeong y xiêm y trắng muốt tóc dài óng mượt trong tay ôm con rối vải mẹ khâu năm xưa đang ngồi trên xích đu so so sao lâu lắm rồi cha ta không tới thăm ta a à, hoàn so so bưng khay trà cúi đầu vì tiểu thư này đã lớn rồi nam nữ hiểu biệt tướng quân cũng không thể tùy tiện ra vào khuê phòng của tiểu thư đâu à. Ta nhớ mẹ lắm." Kim Yeong Yi ngước mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm, "Sống ở đây thật tù túng, ta chỉ muốn ra ngoài, xem thế giới ngoài đó ra sao." "Khi nào tiểu thư xuất giá, tự khắc sẽ rời khỏi đây thôi." So so nói xong thì cúi đầu xuống, sắc mặt có phần buồn bã. "Chẳng phải là từ cái sân này chuyển sang một cái sân khác ư?" Kim Yeong y nhún mạnh xích đu, xiêm y trắng muốt bay lên lồng lộng như tiên nữ, "Ta ghét quy tắc của Trung Nguyên." bắt người ta phải sống tủ túng suốt đời. So so mắt đỏ hoe, đó là vận mệnh của người đàn bà. Kim Hoan Yang khẽ đặng hắng một tiếng, nhìn thấy cha, Kim Yeong y reo lên mừng rỡ, dừng xích đu lại, chạy về phía cha. So so lui ra, Kim Hoan Yang vuốt mái tóc dài óng ả à của con gái, Yeong y nhà ta lớn thật rồi. Cha, sao lâu lắm rồi cha không tới thăm con? Kim Yeong y rụi đầu vào lòng cha nũng nịu con nhớ cha, con nhớ cả mẹ nữa. Kim Hoan Yang quay đi, đưa tay áo chấm lên khóe mắt, mấy hôm nữa tới ngày rỗ của mẹ con. Chúng ta sẽ cùng cúng cho mẹ. Vâng, Kim Ye Hong Y ngoan ngoãn gật đầu, rồi chợt hỏi, khi lấy chồng rồi, con có được soi gương không? Kim Hoan Yang tái mặt, sao con lại biết đến gương? Con nghe so so nói, gương làm bằng đồng, mặt rất nhẵn, nhìn vào đó, có thể thấy rõ hình dáng của mình. Ai cũng bảo con rất xinh đẹp, nhưng con chưa bao giờ được nhìn rõ khuôn mặt của chính mình. Cha, con có xinh đẹp như mẹ không? Kim Yeong Yi vuốt ve con dối. Tất nhiên rồi, Yeong Yi là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Kim Hoan Yang chiều mến nhìn con gái, cha không cho con soi gương, cũng vì con xinh đẹp quá, sẽ khiến con ma trong gương ghen tị, biến thành người dụ dỗ hút hết tinh khí của người soi gương đến khi nào con xuất giá có chồng rồi mới được soi gương ồ cái gương mà cũng đáng sợ đến thế sao nhưng con rất muốn nhìn thấy mặt mình kim yeong y ôm con dối vào lòng chỉ tiếc mẹ không được nhìn thấy con đi lấy chồng còn có cha mà khóe miệng kim hoan yang giật giật ông cố kìm nén để không rơi lệ kim yeong y lại khẽ hát bài đồng dao rồi nói cha ơi cha đẩy xích đu cho con được không? Rồi nàng quay đi, thoăn thoát chạy đến bên xích đu, kín đáo đưa tay áo gạt đi dòng nước mắt vừa ứa ra. Thiếu nữ ngồi trên xích đu, tóc đen óng ả, à, vóc người yểu điểu, giọng hát thánh thót như chim hoàng oanh. Thế nhưng, nàng lại có một khuôn mặt xấu xí đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. 6. Khi Kim yeong Ong Y vừa lọt lòng, đến bà mụ cũng phải rú lên vì hoảng sợ kim hoan Giang lo lắng cho vợ nghe thấy vậy thì bất chấp kiêng kỳ đẩy cửa sông ngay vào phòng sinh người vợ ôm đứa con gái sơ sinh trong tay nước mắt giàn rùa trên trán đứa bé có một cái bớt màu tím thẫm to bằng nắm đấm hai mắt bên to bên nhỏ nằm xiên xẹo dưới cặp lông mày hình chữ bát ngược sống mũi như bị ai đấm hõm sâu vào trong mặt khi nó khóc phé miệng gần như chạm tới mang tai, lộ ra bốn chiếc răng cửa nhọn hoắt. Kim Hoan Yang không bao giờ có thể tưởng tượng mình lại có một đứa con xấu xí đến vậy. Thời Chô Sơn, những đứa bé qua xấu xí tật nguyền bị coi là yêu tinh, thường bị cha mẹ lén đem vứt ở cổng chùa. Vì không muốn mất mặt, Kim Hoan Yang không vứt con gái đi, vợ ông bế con vào nuôi trong hậu viện kín cổng cao tường tìm một người hầu gái già và một A hoàn thật thà đáng tin để hầu hạ. Kim Hoan Yang cho những người biết chuyện rất nhiều tiền để họ im miệng, đồng thời uy hiếp, nếu để lọt tin ra ngoài, sẽ giết chết cả nhà. Bởi vậy, Kim Yeong Yi không bao giờ có được một mảnh hương, thậm chí khi rửa mặt, A hoàn cũng chỉ mang khăn ướt cho nàng, chứ không bao giờ mang cả chậu nước vào. Trong hậu viện hoàn toàn không có bất kỳ vật dụng nào bằng kim loại, chỉ còn lại những lời khen giả dối của cha mẹ và người hầu con gái sớm muộn cũng phải xuất giá cho đến ngày chân tướng bại lộ sự việc sẽ ra sao kim hoan yang không dám tưởng tượng suốt nhiều năm qua ông âm thầm phái người đi khắp nơi tìm kiếm bí thuật thay đổi dụng nhan nhưng đều vô vọng có một lái buôn theo thuyền đến xứ phù tang từng nói rằng xưa đó có con dối ma thay đổi được dung mạo của con người nhưng con dối ma tận xứ phù tang biết tìm ở đâu. Đến nay, tiếng tăm về nhan sắc của Kim Yeong Yi đã truyền đến tận trong cung, được gọi đích danh nhập cung học vũ đạo. Nếu để người khác biết được nàng xấu xí thế kia, chắc chắn cả dòng họ Kim sẽ bị trừng phạt. Trở về phòng ngủ, Kim Hoan Yang ngồi trước chân dung vợ, bật khóc mà nói, Ni âm nha, hãy tha lỗi cho ta. 7. Vào ngày rộ yêu Ni âm nha, Kim Hoan Yang bày bàn cúng ở hậu viện kim yeong y kính cần sắp đặt yeong y thắp nến cho mẹ đi con kim hoan yang khẽ nhắc kim yeong y lắc lắc ống lửa rồi thổi nhẹ ngọn lửa bùng lên châm vào bấc nến phụt một tiếng cây nến bùng lên ngọn lửa xanh cao hơn một thước hắt lên bài vị xanh lét kim yeong y giật nảy mình mồi lửa rơi xuống đất kim hoan yang kêu lên mẹ con hiện hồn về đấy dập đầu lại mau lên Kim yeong Y vội quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Kim Hoan Yang sắc mặt trắng bệch, ôm bài vị của vợ vào lòng. Ni âm nha, ta biết những năm qua, nàng phải chịu nhiều khổ sở. Ta cũng già rồi, chỉ vài năm nữa sẽ xuống đó với nàng. Nàng hãy nhìn con của chúng ta đi, chúng thật đáng yêu phải không? Nàng hãy tạm trở về, chớ làm con sợ, thăng. Thật lạ lùng, vừa nói dứt lời, ngọn lửa xanh lét trên đầu nến không có gió mà tự nhiên tắt phụt kim hoan yang thở phào đặt bài vị xuống như cũ yeong y hãy rót rượu cho mẹ con đi kim yeong y lần đầu tiên chứng kiến chuyện này tay cầm bình rượu run lên bần bật khiến rượu bắn cả lên bài vị yeong y rượu cúng mẹ thì phải rót đầy kim hoan yang dịu giọng nói mẹ thương con lắm sẽ không làm gì con đâu nhớ lại nụ cười và ánh mắt hiền từ của mẹ kim yeong y thấy ấm áp trong lòng thầm nhủ, mẹ hiền linh mình nên vui mới phải chết chết trong bụi cây chợt vẳng ra tiếng kêu kỳ quái nghe như tiếng chuột nhưng nghe kỹ lại giống tiếng trẻ con khóc hai cha con sờn tóc gáy đưa mắt nhìn nhau kim yeong y bám chặt lấy cha cha ơi con sợ lắm không không sao đâu Mặc dù Kim Hoan Yang là mãnh tướng dạn dày trận mạc, nhưng lúc này cũng bất giác run ròng. Bụi cây kêu lên xào xạc, rồi một cánh tay trắng bạch run dày thò ra, sờ soạn rồi bấu chặt xuống đất, như đang cố bỏ ra ngoài. Sau đó, một cái đầu nhem nhốt bùn đất, dính đầy cỏ vụn chui ra. Người này như thể không xương, cơ thể quằn quại bò ra khỏi bụi cây, sau đó từ từ đứng dậy, mái tóc dài phủ lấp khuôn mặt, cất tiếng khóc khàn đặc ngươi, ngươi, là ai? Kim Hoan Giang kinh hãi ôm lấy con gái giật lùi lại. Ta, ta là cáo chín đuôi, đã chôn ở nơi này mấy trăm năm rồi, bị Pháp Sư Sa Man phong ấn linh hồn. Cảm tạ ông bầy đàn cúng tế ở đây, giúp ta tỉnh lại. Người đàn bà vươn dài hai tay về phía trước, đầu gối khuỵu xuống rồi ngã vật xuống sân, vẫn ngượng ngóc đầu dậy, tóc tai rũ rượi kín mặt, ta cô đơn suốt mấy trăm năm qua, ta muốn có ai đó bầu bạn. Á, à, Kim yeong -y thét lên rồi ngất lìm. Hãy bầu bạn với ta, người đàn bà chỉ vào Kim yeong y rồi lại quằn quại bò vào trong bụi cây. 8. Chẳng mấy chốc, chuyện lạ trong Kim Phủ đã đồn đại khắp thành. Kim yeong y bị trúng tà, bất tỉnh nhân sự, nghe nói bị âm hồn của cáo chín đuôi cướp mất linh hồn. A à, Hoàn so so thì sợ qua vỡ mật chết ngay tại chỗ. Kim Hoan Yang cũng một phen kinh hoàng nhưng may cứng vía nên không sao các bậc danh y ở du đều được mời đến kim phủ khám bệnh cho yêong y sau khi bắt mạch sau tấm rèm họ đều lắc đầu bó tay nhưng có một y sư háo sắc sau khi rời khỏi kim phủ rượu vào lời ra bột khen ngợi món tay của kim tiểu thư mịn mượt nõn nà cứ như sắp diện ra nước ấy đúng là người đẹp đến món tay cũng đẹp tin đồn truyền vào trong phủ kim hoan Yang đùng đùng nổi giận cho người tìm y sư đó giết đi. Bệnh của con gái ngày càng trầm trọng, hạn nhập cung cũng ngày một gần. Kim Hoan Giang phái người đi khắp nơi tìm pháp sư sa man có phép thuật trừ tà. Bảy tám ngày sau, có người mời được pháp sư sa man từ Jinju tới. Pháp sư không vào khuê phòng của Kim Yeong Yi mà đeo mặt nạ ác quỷ bước thẳng vào hậu viện, đi quanh sân một vòng, rồi cho chôn Hoàng Thạch, Lục Mộc, Hồng Hoa, Bạch Thược tại bốn góc tường đông tây nam bắc sau đó bê bát nước màu đen vẩy một vòng giữa sân. Rồi lấy từ tay nải ra một con rối vải và quỷ bài, lồng vào hai tay, để xóa tóc, bắt đầu nhảy điệu trừ tà. Chốc sau, trong sân loáng thoáng vọng ra tiếng khóc của đàn bà. Pháp sư saman cắn rách món giữa, nhỏ máu vào bụi cây. Nền đất ẩm ướt bỗng bốc khói xanh, kêu lên xèo xèo, xen lẫn với tiếng rú thảm thiết. Pháp sư tháo mặt nạ quỷ, lầm dầm niệm chú, tiếng gào rú yếu dần, cuối cùng thì im bặt. Pháp sư thở phào, ném một khúc xương lên cao, cho rơi xuống bãi cỏ, rồi sai người đào chỗ đó lên. Nhát quốc đầu tiên bổ xuống, phập một tiếng như băm vào da thịt, từ vết quốc trào lên dòng nước đỏ quánh, khiến đám người ở kinh hãi, không dám quốc tiếp nữa. Pháp sư hẳn cũng không lường trước được chuyện này, im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi lục tay nải, lấy ra năm đồng tiền cổ bằng đồng đã dỉ xanh, cắm xuống đất theo hình hoa mai. Loáng thoáng có tiếng rên rỉ khe khẽ từ lòng đất vọng lên, nhưng không thấy máu rỉ ra nữa. Đào sâu chừng hơn bốn thước, một người hầu chợt rú lên hãi hùng. Dưới lưỡi cuốc lộ ra mảnh xương trắng hiếu, gạt sạch đất thì hiện ra một bộ hài cốt. Dưới đốt xương cùng có thêm chín mảnh xương dài bằng ngón tay, xòe ra như rẻ quạt. Cáo chín đuôi, kim hoan nhang buột kêu lên, hốt hoảng lùi lại không phải cáo chín đuôi, thì là gì nữa? Pháp sư hỏi lại. Kim hoan Yang định thần, đặng hắng vài tiếng. Pháp sư thu dọn pháp khí, không biết là chủ nhân đời nào đã chôn cáo chín đuôi ở đây, nhờ vào linh khí của cáo chín đuôi để phù hộ cho gia tộc được vinh hoa phú quý. Thế nhưng oan khí ở đây sẽ phá hủy cách cục phong thủy. Hãy cho xây dựng chùa ở phố chợ trong thành, đưa hải cốt vào đó, cung bái hương hỏa để hóa giải oan khí như vậy sẽ chuyển giữ thành lành, phù hộ cho Uân Du mưa thuận gió hòa, quanh năm an lạc. Thế còn bệnh của tiểu nữ, Kim Hoan Yang hỏi, sẽ sớm khỏi thôi, Pháp Sư nhìn vào khuê phòng của Kim Yeong Yi, thấy có một con rối vải cũ ký ngoài cửa, Sa Man trừ tà không nhận tiền của, nếu có thể, hãy tặng con rối này cho ta. Sau khi bị trúng tà, Kim Yeong Yi được đưa khỏi hậu viện đến gian trái của chính viện khuê phòng đã lâu không có người ở, mái hiên răng đầy mạng nhện, con rối vải cũ kỳ vứt chồng trơ ngoài cửa, gió mưa bạc phếch. Hiển nhiên, Kim Hoan Yang chẳng để tâm đến con rối này, nên kệ cho Pháp Sư Sa mang đi. Tiễn Pháp Sư rồi, Kim Hoan Yang quay vào gian nhà trái của chính viện, khẽ gõ cửa phòng. Vào đi, giọng Kim Ye Hong y vọng ra, có vẻ như đã hồi phục. Kim Hoan Yang đẩy cửa bước vào, Thấy Kim Ngheong đang rót nước thì trao mày, đã lâu thế rồi, sao còn chưa chịu học lễ nghĩa. Kim Ngheong Yi vâng dạ rồi cúi đầu, lui vào góc nhà. Kim Hoan Giang lắc đầu, ta cũng không biết làm thế này là đúng hay sai, nhưng hãy nhớ, sau khi nhập cung, phải cẩn trọng lời nói, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Nếu may mắn được thái tử sủng ái, sinh hạ quý tử, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời nhưng đừng bao giờ được quên thân phận của mình cũng chớ quên bí mật giữa chúng ta trước khi đi kim hoan yang nghiêm giọng dặn dò kim yeong y gật đầu mỉm một nụ cười lạnh lẽo kim yeong y đã khỏi bệnh bước lên kiệu phượng nhập cung kim hoan yang đứng ngoài cổng phủ nước mắt giàn rụa tiễn chân con gái dân chúng đều cảm động trước tình phụ tử chỉ đáng tiếc là vẫn chưa thể nhìn thấy dung nhan thực sự của kim yeong y không ai nhận thấy ở góc tường có một gã ăn xin nằm cong queo, nhìn thấy cảnh đó, bèn cất giọng ấm ớ như thể người không có lưỡi, nghe lờ mờ như quả báo. Sẽ gặp quả báo. 9. Quay vào trong phủ, Kim Hoan Liang ngồi thẫn thờ tới tận nửa đêm. Khi gia nhân đã đi ngủ hết, ông mới lặng lẽ bước vào hậu viện. Lâu lắm rồi không có người lui tới, cỏ dại mọc um tùm, gió đêm thổi lại, chiếc xích đu trống trơn đung đưa kéo kẹt. Kim Hoan Yang lau vội giọt nước mắt vừa ứa ra, đẩy mở cánh cửa khuê phòng của con gái. Cánh cửa cót kết mở ra, gió thổi khuấy tung bụi bẩm, Kim Hoan Yang hát hơi liền mấy tiếng. Ye Yê yêu, cha tới thăm con đây. Kim Hoan Yang ngẩng đầu nhìn lên xà ngang bắc giữa khuê phòng. Cơ thể Kim Ye Hong y lùng lẳng bên dưới xà ngang, cổ treo trên dài lụa trắng, xiêm y trắng muốt đã ngả sang màu đỏ thẫm kim hoan yang kê ghế leo lên tháo giải lụa thi thể của kim yeong y rơi vào trong lòng ông miệng vẫn mỉm cười trông như đang ngủ kim hoan yang cõi lòng tan nát nước mắt lã chã ông kéo thi thể con gái ra sân lấy sẻng đào đất xác kim yeong y được giấu một nửa trong bụi cây ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xấu xí nhìn rõ từng giọt xương đọng trên chóp mũi sau khi hố đã đủ sâu kim hoan yang quay lại vút ve mái tóc con gái. Ye ong hãy thứ lỗi cho cha, vì tiền đồ của gia tộc, cha không còn cách nào khác. Cha sẽ để con ở đây với mẹ, hãy tiếp tục phù hộ cho gia tộc chúng ta. Tiếng dế nhỉ non rền rĩ, lá cây run rẩy nhỏ xương, như đang than khóc trước cảnh tượng bị thảm. Nhưng trước khi chết, mẹ dặn cha chôn mẹ ở sân sau, không phải là để cha giết con vì vinh hoa phú quý trong bụi cây chợt vọng lên tiếng thở dài não nuột. Ai, Kim Hoan Yang nắm chặt lấy cán sẻng, hốt hoảng ngoái nhìn. Cha, là con đây, con cô đơn lắm, cha lại đây với con được không? Lại có tiếng Kim Yeong Y từ trong khuê phòng vọng ra. Con cô đơn lắm, giọng nói lại vẳng ra từ trong giếng cạn. Con cô đơn lắm, từng ngóc ngách trong vườn hoang đều vọng ra tiếng khóc ai oán của Kim Yeong Y. Kim Hoan Yang rú lên kinh hãi, vung cây xẻm quật loạn xả khắp nơi, cành lá văng tứ tung. Bộp, một bàn tay lạnh toát chợt vỗ vào vai ông. Kim Hoan Yang nhảy dựng lên như phải bỏng, ngoái đầu lại nhìn, không thấy xác của Kim Yeong Y đâu nữa. Cha, con ở sau lưng cha đây này, cha thích chơi trò trốn tìm với con không? Giống như hồi nhỏ ấy, hồi đó cha thương con lắm. Kim Yeong Y níu vai Kim Hoan Yang nũng nịu. Ye Hong Yi, cha xa rồi. Kim Hoan Yang loạn trọng lùi lại, vấp một cái, ngã ngửa xuống cây hố mới đào. Từ bên hố nhô lên một khuôn mặt, cực kỳ xấu xí, trên làn da trắng bệch in hẳn hai dòng huyết lệ. Kim Ye Hong Yi ngồi xuống, hai tay cào đất xuống hố, nức nở nói, vì cha đã dẹp yên cuộc nội loạn uôn du, nên mẹ rất ngưỡng mộ cha. Đã bất chấp lời nguyền cáo chín đuôi kết hôn với con người không thể thọ quá 30 để lấy cha, đền đáp ân đức của cha với Uân Du. Kim Hoan Yang muốn vùng ra khỏi hố, nhưng toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực. Ông há miệng định kêu cứu, nhưng đất đá cứ rào rào rơi vào miệng. Cha ơi, chắc cha không biết, từ khi hiểu chuyện, con đã biết mình rất xấu xí. Tuy cha mẹ không cho con soi gương, nhưng nhìn vào sắc mặt cha, con biết chứ. Cha không biết rằng con có thể soi mình trong mắt cha hay sao? Càng biết mình xấu xí, con càng cảm ơn cha vì đã không vứt con đi, nên mới cố tình giả như không biết, để cha mẹ được nhẹ lòng. Trong những năm qua, không phải là cha mẹ lừa con, mà chính là con đã lừa cha mẹ đấy. Đất đã lấp được nửa hố, cơ thể Kim Hoan nhang bị đất vùi kín dần, chỉ còn lại đôi mắt còn nhìn thấy. Con còn muốn tiết lộ với cha một bí mật, mẹ bảo cha chôn mẹ ở đây không chỉ vì muốn phù hộ cho gia tộc được vinh hoa phú quý, mà còn là để hồ khí của mẹ ngày đêm thấm nhuần cho con, cho tới sinh nhật tròn 18 tuổi, dung mạo con sẽ thay đổi, biến thành một đại mỹ nữ giống như bà. Thực ra khi còn sống, con không hề hay biết những chuyện này. Nào ngờ để bảo toàn tính mạng, cha đã bày mưu với so so, bảo nó đóng giả làm cáo chín đuôi để dọa con chết mất, rồi treo cổ con lên xà nhà khiến oán khí không thấu trời cũng không thấu đất. Cha tung tin so so sợ vỡ mật mà chết, để nó vào cung thay con. Cho đến khi Sa Man phát hiện ra xác của mẹ, cha mới biết rằng chôn cáo chín đuôi có thể phù hộ cho dòng tộc. Một vốc đất nữa được ném xuống, che kín đôi mắt kinh hoàng của Kim Hoan Yang. Trong cái nhìn sau cuối, ông thấy con gái biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc, giống hệt vợ mình. Trần Duyên đã tận, ai đến từ đâu, hãy về nơi đó. Không biết từ lúc nào, Pháp Sư Sa Man đi ra khỏi lùm cây, chìa con rối cũ nát ra trước mặt Kim Ye Ong Y. Đại sư, con vẫn còn một chuyện chưa làm, Kim Ye Ong Y vốt ve con rối, đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho con. So so đã nhập cung, thay con chịu cảnh cô quạnh lạnh lẽo, hà tất còn phải báo thù. Hoàn báo oán, nhân quả tuần hoàn, biết bao giờ dứt. Đại sư, ý con đã quyết. Hai năm thấm thoát trôi qua, Kim Ye Yi, con gái của Kim Tướng Quân đã tuẫn tình theo người vợ qua cố. Cùng với nàng Pech Suriel gốc gác bình dân, nhờ nhan sắc tuyệt trần và vóc dáng uyển truyền đã được lựa chọn múa điệu hỉ ca loạn vũ tế thần mặt trời. Vào ngày tế lễ, hai thiếu nữ đã phô bày toàn bộ tài nghệ rèn tập suốt mấy năm qua, khiến người xem như mê như say, quên bẵng đây là một nghi lễ trang trọng, hết lời ngợi khen tấm tắc. Thế nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, khi mua đến đoạn phất tay áo kính thần, Kim Yeong Y trượt chân ngã khỏi đàn tế cao ngất. Trong lúc hoảng loạn, nàng chới với vung tay áo, chẳng may tay áo rộng vướng vào đầu xa, cổ áo siết chặt vào cổ, khiến cổ bị thích gãy, chết ngay tại chỗ. Kim Yeong Y tử nạn, Bách Suriel nghiễm nhiên được phong thái tử phi. Nhưng mới 30 tuổi, đã lâm trọng bệnh qua đời. Thái tử hết sức đau buồn làm theo di nguyện của pechsuriel chôn nàng cùng với con dối vải nàng luôn mang theo bên mình khi còn sống đó chính là nương nương dối nổi tiếng của triều chô sơn phụ nữ triều chô sơn cũng muốn được sủng ái như pechsuriel đua nhau treo tranh của nàng trong phòng ngày đêm cầu nguyện mong được xinh đẹp như nàng có người thậm chí còn lén mời pháp sư sa man phù phép để có được dung nhan giống nàng ngày ngày khổ công học múa mong có cơ hội được tuyển vào cung. Vì vậy, nghệ thuật vũ đạo phát triển rầm rộ trong dân gian. Có thể coi đây là tiền thân của hai ngành công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ và giải trí. 10. Trong lúc thuyền trường kể chuyện, Nguyệt Bính chỉ lầm lì lắng nghe. Còn tôi thì nhấp nhỉnh muốn ngắt lời mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn cố nghe cho hết. Thuyền trưởng kể xong, trong khoang lặng phắc như tờ. Tôi thở hắt ra một hơi để xả bớt cảm giác đau tức trong lồng ngực. Con rối của Kim yeong Hong Y chính là con rối bệnh phải không? Nguyệt Bính hỏi. Phải, thuyền trưởng gõ nhẹ vào chán, tóc của con rối chính là tóc của Yêu Ni Âm Nha, trong mình nó chứa đầy tóc và móng tay của bà ấy. Sau khi Yêu Ni Âm Nha chết, con rối đã trở thành hóa thân của bà ấy, bảo vệ cho con gái. Sa Man nhận ra trong khuê phòng có mùi tử thi liền mang con rối đi, dùng bí thuật sa man để tìm hiểu chân tướng sau đó giúp kim yeong y sống lại đó cũng chính là nương nương dối dưới cái tên pek su thế con dối trong phòng an y hoan thì sao nguyệt bính nhìn tôi nhếch mép cười bí hiểm món tay di rất nhanh tôi đưa mắt theo đầu món tay nguyệt bính nhận ra nó đang viết bốn con chữ hắn nói dối đấy Công ty truyền thông và giải trí dây cây năm nào cũng tuyển lựa những sinh viên có tố chất ngôi sao từ các trường đại học, đào tạo bài bản rồi tung vào giới giải trí của Hàn Quốc. Thuyền trưởng đưa hai tay dai chán, 20 năm trước, có một chuyện quái lạ đã xảy ra với con tàu này. Hai sinh viên trúng tuyển, một nam một nữ, đã gặp tai nạn vào đêm cuối cùng trước ngày cập càng. Cậu nam sinh đập vỡ cửa kính nhà tắm, lấy mảnh thủy tinh cứa vào mũi và miệng, còn cô nữ sinh thì lấy dao gọt hoa quả đâm vào mông. Khi đưa đến bệnh viện, còn làm nhảm, sao tôi lại mọc ra đuôi cáo thế này? Cáo chín đuôi, Nguyệt Bính ngáp dài ra vẻ sốt ruột. Rất nhiều sinh viên Hàn Quốc tích cóp tiền suốt thời sinh viên, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ ngay, hy vọng sẽ lọt vào tầm ngắm của các công ty giải trí. Hẳn các anh cũng thấy, công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc rất phát triển nhưng những khuôn mặt sau khi phẫu thuật phần lớn trông đều na ná nhau. Nhiều người nói rằng, đó chính là hình mẫu của nương nương dối và anh trai bà, tức diện mạo của cáo chín đuôi sau khi biến thành người. Dùng mạo này có sức cuốn hút rất khó cưỡng, còn nhớ chi tiết trước năm 18 tuổi, nương nương dối rất xấu xí không? Nghe nói nếu ai vội vã đi phẫu thuật thẩm mỹ trước năm 18 tuổi, sẽ bị nhiễm oan khí của nương nương, mỗi lúc soi gương lại thấy mình biến thành cáo. Tôi biết, các anh đang cảm thấy nghi ngờ. Đây chính là điều bí ẩn giấu kín của làng giải trí Hàn Quốc. Sau sự việc kể trên, công ty đã điều tra kỹ lưỡng, phát hiện ra con rối bệnh trong khoang chứa hàng. Trên đó có viết họ tên và năm tháng ngày giờ sinh của hai sinh viên kia. Nhưng không thể điều tra ra thủ phạm. Bệnh viện tra trong hồ sơ y tế mới biết hai người này đã làm phẫu thuật thẩm mỹ từ năm thứ nhất. Mấy năm tiếp theo, trong số các sinh viên chúng tuyển tên tàu cứ ai phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều xảy ra chuyện hết, và sau đó cũng tìm thấy con rối bệnh trên tàu. Gia tộc chúng tôi rất tin vào truyền thuyết cáo chín đuôi, nên đã mời Pháp Sư Sa ở ẩn trên núi Bép Du đến trừ tà. Sa bèn bày ra cách cục âm mộ chấn thi trên con tàu, nhằm lấy khí dưỡng khí. Xong trước khi đi, Sa có nói một câu rất khó hiểu, còn dặn chỉ có ứng theo câu nói này, mới có thể phá giải hoàn toàn chuyện cáo chín đuôi phản bùa. Chúng tôi đã khổ công nghiền ngẫm, thậm chí tôi còn học tiếng Hán, hy vọng có thể hóa giải, nhưng đều vô vọng. Cho đến khi các anh xuất hiện, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Ông ta nói gì, tôi thấy thuyền trưởng cứ úp úp mờ mờ thì sốt ruột cắt ngang. Trăng sáng nam dương, hoa song sinh nở, hồ yêu dối ma, huyết chú sẽ vỡ. Thuyền trưởng nhìn chúng tôi, cũng bởi thế mà năm nào chúng tôi cũng đưa con tàu này đến Nam Ấn Độ Dương vì chỉ có nam ấn độ dương mới ứng với câu nam dương còn hoa song sinh nở chúng tôi sẽ lựa chọn hai sinh viên một nam một nữ ngoại hình bình thường lên tàu các anh vẫn nhớ chứ Amya đã sinh cho kim hoan lang hai con một trai một gái tôi đang ngơ ngác thì nguyệt bính đã nheo mắt lại ngoảnh sang nhìn tôi ý của ông là thuyền trưởng chỉ vào tôi và nguyệt bính chúng tôi cứ nghĩ rằng trăng sáng nam dương là chỉ thời gian và địa điểm nhưng không ngờ lại là hai anh nguyệt và nam đêm trăng trên biển tất nhiên là tôi nhớ qua bức thư của okawa chúng tôi biết trước đây chúng tôi tên là nam hiểu lâu và nguyệt vô hoa các manh mối bắt đầu xoắn rối vào nhau nhưng chúng tôi thì có liên quan gì đến bùa chú của cáo chín đuôi là kẻ nào đã dày công sắp đặt hay số phận đã sắp đặt cho chúng tôi phá giải lời nguyên chuyện nghe cũng hay đấy nguyệt bính vỗ tay cười nhạt Ông đúng là có tài sáng tác kịch bản." Anh Nguyệt, khóe miệng ông ta giật khẽ. Trước khi gỡ mặt nạ của ông xuống, tôi chưa thể nào tin lời ông được." Nguyệt Bính nhanh như chớp vung tay chụp lấy má ông ta, giật mạnh. Rột một tiếng, trên tay Nguyệt Bính là một tấm da, một tấm mặt nạ da người mỏng dính. "Tôi, tôi không cố ý." Thuyền trưởng đưa tay bóc nốt mảnh da còn dính trên mặt tôi chính là cậu nam sinh đã cầm kính cắt mũi và môi 20 năm về trước. Vừa nhìn thấy bộ mặt thật của thuyền trường, tôi đã giật bắn mình. 11. Cái cảm giác rùng rợn ấy, thật khó hình dung, khi tận mắt nhìn thấy một người không có môi và mũi. Gia tộc chúng tôi ai cũng xinh đẹp, chỉ có mình tôi và đứa em gái sinh đôi từ lúc chào đời đã xấu xí quá thể, xấu xí đến mức mẹ ruột cũng vứt bỏ. Thuyền trưởng cúi đầu. Chúng tôi phải làm lụng quần quật, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đến năm 17 tuổi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có sắc đẹp rồi, chúng tôi sẽ trở thành ngôi sao, khi đó, chúng tôi sẽ công khai thân phận thực sự, để gia tộc tôi phải hối hận vì đã ruồng bỏ chúng tôi. Thế nhưng, cuộc đời không thuận buồm xuôi gió như tưởng tượng, em gái tôi do áp lực nặng nề đã hóa điên. Gia tộc tôi cũng sợ to chuyện, nên đón tôi về nhưng bắt tôi phải mang tấm mặt nạ ra người này mới chịu nhận vào làm việc, phụ trách con tàu bị nguyền rủa này. Đến lúc này, câu chuyện của thuyền trưởng mới khiến tôi suy tư sâu sắc. Tôi và Nguyệt Bính tuy có thân thế lạ lùng, vận mệnh chắc trở, nhưng mặt mũi trông cũng không đến nỗi, gặp phải chuyện gì, ấn tượng đầu tiên cũng không khiến người ta ác cảm. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngoại hình lại quan trọng đến vậy. Bây giờ, tôi mới biết, ngoại hình đôi khi còn quyết định số phận của một con người tôi cảm thấy vô cùng chua chát người đẹp thì đi đâu cũng được chào đón nguyệt bính nhìn thẳng vào thuyền trường hoàn toàn không bận tâm đến khuôn mặt xấu xí của ông ta nhưng xấu xí của ngoại hình không đồng nghĩa với xấu xí ở nội tâm cái tâm mới là gốc rễ nghe nguyệt bính nói vậy thuyền trưởng ngồi lặng đi nhìn nguyệt bính hồi lâu rồi mới nói xấu xí là bệnh dịch là bệnh truyền nhiễm đáng lẽ đừng nên để người xấu xí xuất hiện trên đời. Họ không có cơ hội, không được hạnh phúc, không được đón nhận, vậy thì sinh ra họ để làm gì? Để tự ti, để bất bình, để thù hận. Bởi vậy, ông mới thù hận những người xấu xí, mới bày ra huyết chú con dối bệnh. Nhưng ông cũng thù hận cả những sinh viên xinh đẹp. Ông đã viết vào huyết chú bát tự của hai sinh viên có nhiều triển vọng được cái công ty gia tộc rác rưởi nhà ông tuyển chọn sau đó giá họa cho hai sinh viên xấu xí mà ông cho là ứng với kệ của sa man nguyệt bính siết chặt nắm đấm giơ lên dứ dứ trước mặt thuyền trưởng nhưng rồi lại hạ tay xuống sao lại dừng tay tôi xấu xí thế này chẳng ai ưa nổi tôi cả trước tiên ông hãy tự giải trừ tâm ma cho mình đi đã dù xấu hay đẹp cũng đều phải có lòng tự trọng hãy để yên cho họ sống cả ông cũng vậy nguyệt bính bước về phía tủ rượu lấy ra một chai sâu du, ngửa cổ tu ừng ực, sau đó quẳng cho tôi, cảm ơn ông đã cứu chúng tôi. Tôi cầm chai rượu, cũng dốc liền mấy ngụm để dập đi những bi phẫn trong lòng. Sao anh biết, thuyền trưởng ngồi bệt xuống đất như quả bóng xì hơi. Nguyệt Bính đưa tay lên gãi mũi, chỉ vào cuốn nhật ký hải trình trên bàn, chữ Hàn Quốc toàn là vòng tròn với gạch ngang gạch dọc, nhưng chữ viết trên con rối bệnh và màu giấy. Trước đây, khi nhận ra lòng thù hận của tôi, Pháp Sư Sa Man đã dạy cho tôi huyết chú con rối bệnh, vì cảm thấy nếu để tôi tiêu diệt tất cả mọi người trên thuyền vì thù hận, chi bằng chọn vài người làm vật hy sinh. Thuyền trưởng vịn bàn ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy ra một tấm mặt nạ da người rất tinh xảo, đeo lên mặt, đưa tay sờ. Đeo mặt nạ quen rồi, nhìn ai trông cũng như đeo mặt nạ vậy. Cảm giác không thật chút nào. Tôi đưa tay sờ mặt, nhéo thử một cái vẫn thấy đau còn nguyệt bính thì sao tôi nhìn nguyệt bính trông nó có vẻ đang nghĩ ngợi miệng há hốc mà chẳng nói chẳng rằng cảm ơn các anh thuyền trưởng đội mũ chia tay về phía chúng tôi tôi đã chết một lần không muốn chết thêm lần nữa cuộc sống và phẩm giá của mỗi người không phải do ngoại hình quyết định đúng không tôi bắt tay thuyền trưởng cánh tay rắn giỏi nhưng lạnh toát khiến tôi rùng mình sắp sáng rồi Nguyệt Bính nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, phía xa xa, ngôi mặt biển bầu trời nhòa thành một khối, đã thấy hưng lên một vệt hồng rực rỡ, lan rộng trên mặt biển. Những ngọn sóng lăn tăn như được rát vàng, phản chiếu loa loá khắp một vùng trời nước. Hai tiếng nữa máy bay cứu hộ mới đến, thuyền trưởng áp hai bàn tay lên đùi, cúi dạp người xuống. Chắc chắn hai anh không phải người thích phiêu lưu trên biển rồi gặp nạn, những bí mật của các anh Tôi cũng không muốn biết làm gì. Nếu đến Hàn Quốc, cần giúp đỡ gì, xin cứ nói với tôi, tôi tin mình đủ khả năng giúp hai anh về nước. Nhưng phải đợi tôi đưa số sinh viên này về Hàn Quốc an toàn đã. Rồi ông nhìn ra cửa sổ, bình minh trên nam Ấn Độ Dương, thật tuyệt vời. Ông nhặt con rối dưới đất lên, các anh về phòng trước đi, tôi còn mấy việc cần giải quyết, hãy tin ở tôi. À, phải rồi, vừa nãy không phải tôi gọi điện cho thuyền phó đâu. Chốc nữa các anh lại sẽ nhìn thấy An Y Hoan trò chuyện với Kim Ha Yeon Họ đúng là một đôi tình nhân hạnh phúc. Tôi tin chắc khuôn mặt xấu xí bên dưới tấm mặt nạ kia đang cười. Nhưng tôi lại không thể cười nổi, bởi vì tôi vừa mới nhận ra một điều khủng khiếp. 12. Gió biển ẩm ướt, ấm áp thôi miên man, mặt trời nhô lên trên mặt biển ngút ngàn vô số tia nắng vàng kim mũi tên thần thánh của thần thoại Hy Lạp cổ xé toạc bầu trời xám xịt, khắp không gian sáng bừng lên rực rỡ. Sánh vai nhau bước xuống cầu thang, An Y Hoan và Kim Hai vừa đi vừa rủ gì do chuyện. Gió biển thổi tung mái tóc dài của Kim Hai bay bay trên vai An Y Hoan. Gió đưa những câu tiếng hàn díu rít đến bên tai tôi, tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng giọng nói của họ đượm đầy vẻ ngọt ngào hạnh phúc của những người đang yêu nguyệt bính vươn vai hít vào một hơi căng lồng ngực rồi dụi đôi mắt đỏ hoe bí ngô tạo hơi mệt đây chính là số phận của chúng ta tôi chỉ tay về phía đôi tình nhân thực ra làm người bình thường là hạnh phúc nhất phải nguyệt bính bám mạn tàu ngước nhìn bầu trời hồi xưa tao nghĩ sung sướng nhất là đi khắp nơi khám phá những điều huyền bí nhưng sau bao nhiêu sóng gió tao mới nhận ra thú vị nhất chính là cuộc sống bình thường thuyền trưởng bước ra khỏi cabin giơ cao hai tay cười với chúng tôi cảm ơn các anh sau khi đưa tàu cập bến hàn quốc tôi sẽ đến tìm các anh uống một bữa thật đã tôi cố gắng mỉm cười nhìn theo thuyền trưởng đang quay vào trong khoang nguyệt bính này uống rượu với người chết cảm giác ra sao ông ta không phải là người chết nguyệt bính lắc đầu ông ta là con dối bị oán khí phong ấn trong cơ thể vừa nãy bắt tay thuyền trường bàn tay ấy lạnh toát không hề có hơi ấm của máu thịt con người lúc ông ta cúi xuống nhặt con dối lên tôi thấy trên nếp da sau gáy ông ta có một đường may rất mau xem ra đến hàn quốc sẽ có khối chuyện để làm nguyệt bính vặn vẹo hai tay cả phía công ty giải trí và pháp sư sa man mục đích của họ là gì một con chim biển liệng qua một vòng cung tuyệt đẹp rồi lao đánh ùm xuống biển, bọt sóng bắn lên trắng xoa. Con chim lại bay vọt lên, trong mỏ cắp theo một con cá còn dãy đành đạch, rồi bay vút lên nóc đài quan sát. Tao đã nghĩ ra, hai cái áo lót và quần lót kia là của ai rồi? Nguyệt Bính chợt cười nhăn nhở. Chắc chắn là của hai cô cậu sinh viên đã rẻ biểu An Y Hoan và Kim Ha Yeon Ju. Tôi bực bội nói, mặt xinh dáng đẹp mà nhân cách chẳng ra gì cũng vô ích mà thôi có vào giới giải trí cũng phải bán thân cho quy tắc ngầm nhưng trông con bé ấy ngực khủng thật nguyệt bính cướp lời tôi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn